Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo các bậc thầy tử vi học, trong số 12 con giáp, có 6 con giáp sinh ra đã có số may mắn, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ dễ dàng, sự nghiệp dễ gặt hái được thành công. Và cụm từ chính xác để diễn tả về cuộc đời của họ chính là sướng từ trong trứng nước. Nguyên nhân là bởi thiên mệnh kim quý nên trong cuộc sống, những con giáp này luôn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, thần tài luôn song hành trên mọi nẻo đường. Cho dù đôi lúc gặp phải khó khăn, nhưng sự thành công là điều tất yếu đối với các con giáp. Vậy quý vị và các bạn có thắc mắc 6 con giáp này là ai và liệu mình có nằm trong số những con giáp này hay không? Không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên là tuổi Hợi. Tuổi Hợi là người cực kỳ giàu phúc khí, từ khi sinh ra đã có phúc khí vây quanh, số sướng từ trong trứng chính là đây. Tuy nhiên, khác với một số con giáp, phúc khí của con giáp này không nằm ở tiền bạc hay công danh. Bởi khác với đại đa số mọi người thì những chú heo vốn chẳng hề quá mức coi trọng cuộc sống vật chất. Họ không quan tâm đến nhiều tiền bạc, cũng chẳng màng đến danh lợi. Chính vì thế mà thậm chí có lúc người khác có thể cảm giác rằng họ là người luôn an phận thủ thường, chẳng hề có chí cầu tiến. Phúc khí mà tuổi Hợi luôn coi trọng ở đây chính là cuộc sống an nhiên tự tại. Họ thích sống theo cách riêng của mình để tận hưởng thế giới xung quanh. Đối với tuổi Hợi thì chẳng cần những điều cao sang phù phiếm. Hạnh phúc với bản mệnh chỉ đơn giản là cuộc sống thanh tịnh, được làm những điều mình mong muốn, được theo đuổi những điều mình yêu thích, an nhàn sung sướng, không phải chịu khổ cực quá mức. Cũng bởi thế nên con giáp này còn được coi là người cực kỳ dễ thỏa mãn với cuộc sống của mình. Cũng có thể bởi biết hài lòng với những gì mình đang có, biết đủ là đủ, nên bản mệnh luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống. Hiếm khi bạn thấy được con giáp này muộn phiền, sầu lo. Đặc biệt, phúc khí của con giáp này còn kéo dài tới những năm tháng hậu vận. Cuộc sống của bản mệnh khi đó cực kỳ sung túc đủ đầy. Tuy không nhất định là đại phú đại quý, song cơm ăn áo mặc chẳng bao giờ phải lo toan. Con cháu đầy nhà, gia đình hạnh phúc, mọi người yêu thương hòa thuận với nhau. Thử hỏi với những người già ở tuổi thấp thật cổ lai hy thì còn điều gì sung sướng hơn, tự hài lòng với những gì mình đang có. Đó có lẽ chính là phúc khí mà ông trời đã ban cho người tuổi Hợi. Thứ hai là tuổi Tuất. Những người tuổi Tuất thông minh, lanh lợi nên được nhiều người yêu mến, chỉ bảo trong công việc. Từ khi sinh ra, tuổi Tuất đã sở hữu trí tuệ hơn người, vận may cũng không ai sánh bằng. Khi người tuổi Tuất lên kế hoạch thì sự việc gì cũng sẽ thành công, đạt được kết quả cao. Tài chính không phải là vấn đề khiến người tuổi Tuất phải lo lắng, bởi lúc nào trong túi của con giáp này cũng có tiền. Người tuổi Tuất là người giàu có nhưng không bao giờ khoe khoang hay phô trương bản thân. Người tuổi Tuất là người khiêm tốn, sống bình dị, không sân si hay đua đòi bất cứ thứ gì. Tuy sở hữu khối tài sản lớn, nhưng con giáp này vẫn ăn mặc giản dị, không muốn thể hiện mình là người giàu có. Họ ít khi để bản thân rảnh rỗi, xong chơi mà luôn vận dụng sự nhanh nhẹn, thông minh vào công việc, khiến mình luôn bận rộn. Chính vì vậy, sự nghiệp của tuổi Tuất luôn thuận lợi, lên như diều gặp gió, tiền bạc cũng không phải lo nghĩ, cứ tiêu hết thì sẽ lại có. Thứ ba là tuổi Dậu. Cuộc sống giàu sang, phú quý, không vướng bận lo toan đã được định sẵn cho cuộc đời của những người cầm tinh con gà. Người tuổi Dậu sinh ra đã nhận được sự yêu thương, chiều chuộng của tất cả mọi người. Họ làm gì cũng nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Cho dù có vụng về, có lo ngóng cũng đều được mọi người trìu mến bỏ qua. Tầm tuổi trung niên, tuổi Dậu sẽ có tài lộc vô cùng vượng phát, giúp họ tận hưởng bên kia cái dốc của cuộc đời trong sung túc, bình yên và thoải mái vô cùng. Tiếp theo là tuổi Thìn.
Trời sinh tuổi Thìn hiền lành, nhẹ nhàng và luôn dùng lời hay ý đẹp để đối nhân xử thế. Đa số tuổi Thìn được sinh ra trong gia đình bình thường, nhưng họ lại sở hữu một tình yêu vĩ đại từ bố mẹ và những người xung quanh. Tuổi nhỏ, tuổi Thìn gặp nhiều may mắn, đi học được bạn bè, thầy cô yêu thương, đến khi đi làm lại được đồng nghiệp, cấp trên coi trọng. Có thể nói, suốt cuộc đời tuổi Thìn không bao giờ thiếu thốn về tinh thần. Bước vào giai đoạn trung niên, chính lúc vận mệnh của tuổi Thìn thay đổi sang một giai đoạn mới. Vốn dĩ là người từ tốn, dịu dàng, nên tuổi Thìn đi đâu cũng được người khác quý mến. Bên cạnh đó, tuổi Thìn còn là người biết cách tận dụng sự thông minh của bản thân để gây dựng cơ ngơi, lại càng có cuộc sống giàu sang và viên mãn. Đáng chú ý, trong sự nghiệp của những người tuổi Thìn sẽ vô cùng may mắn và có được những khoản thu nhập đáng kể. Tử vi còn nói, có thể Thìn còn may mắn trúng số độc đắc, phát tài sau một đêm. Vậy nên khi vận may đã đến thì tuổi Thìn nên nhanh trí để nắm bắt lấy cơ hội tỏa sáng. Tuổi Thân. Tuổi Thân là con giáp khá giỏi trong việc ngoại giao, họ thường thành công trong các công việc đòi hỏi khả năng giao tiếp cao. Cá tính hướng ngoại và khiếu hài hước giúp họ có thể tiếp cận được những người trong xã hội. Từ đó các cơ hội để phát triển kinh tế, đầu tư kinh doanh đều đến với tuổi Thân một cách khá dễ dàng. Tuổi Thân cũng rất ít khi phải chịu sức ép từ đồng tiền, bởi họ thường có cuộc sống dư giả nhờ sự nghiệp thành công. Tuổi Thân còn được hưởng khá nhiều khoản thừa kế hoặc tài sản biếu tặng. Nhờ đó, để họ có được cuộc sống giàu có, an nhàn mà không phải lo lắng trọn đời. Tuổi Tỵ. Những người cầm tinh con rắn thường có cuộc sống khá sung túc và giàu có ngay từ khi mới chào đời. Sống trong nhung lụa nhưng tuổi Tỵ vẫn luôn rất tự lập và luôn muốn tạo dựng sự nghiệp của riêng mình mà không phải dựa vào bất cứ ai. Tuổi Tỵ ít khi phải đau đầu vì tiền bạc bởi họ có thể nhanh chóng hóa giải cục diện khó khăn. Nhờ khả năng tính toán nhanh nhẹn, tuổi Tỵ dễ thành công trong kinh doanh và đầu tư. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ còn có nhiều người bạn tốt để hỗ trợ cho công việc của mình. Nhờ đó tuổi Tỵ như được tiếp thêm sức mạnh để chinh phục mọi đỉnh cao trong cuộc sống. Tuổi Dần. Tuổi Dần là những người vô cùng may mắn trong cuộc sống. Ngay từ khi chào đời, tuổi Dần đã luôn được quý nhân phù trợ trong mọi hoàn cảnh. Họ luôn gặp may mắn trong nhiều tình huống, đặc biệt là thi cử, mua xổ số hay những trò chơi thử vận may. Trong những tình huống gay go, họ sẽ luôn thoát nạn trong phút chót nhờ sự xuất hiện của nhân vật quan trọng giúp hóa lành, từ giữ. Tuổi Dần thường không quá coi trọng tiền bạc bởi cuộc sống của họ chẳng khi nào thiếu tiền. Tuổi Dần còn là người được đi nhiều nơi, phải sự hành thông và cầu được ước thấy. Sinh ra trong một gia đình giàu có, bản thân lại luôn gặp may mắn, lại kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng nên họ luôn có một cuộc đời thật đáng mơ ước đối với rất nhiều người. Quý vị thân mến, không phải bất cứ ai sinh ra cũng đều được trải sẵn thảm đỏ để sống trong ngọc ngà, nhung lụa. Trong số 12 con giáp phải trải qua cuộc sống cực khổ vào giai đoạn tiền vận. Tuy nhiên, khi bước sang giai đoạn trung vận thì sẽ đổi đời, đặc biệt đối với những con giáp dưới đây. Từ bé đến lúc trưởng thành, vượt qua không ít gian nan trắc trở, nhưng ở tuổi 40, mọi thứ đều được đền đáp xứng đáng. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị hãy cùng đón xem trong phần tiếp theo của chương trình. Tuổi Sửu. Theo tử vi, phần nhiều những người tuổi Sửu không được sinh ra trong hoàn cảnh giàu có. Họ là những người từ nhỏ đã biết tự lập, không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Tuổi Sửu chăm chỉ, không quản ngại khó khăn để đạt được thành công. Một khi đã đảm nhận bất cứ nhiệm vụ nào, con giáp này cũng sẽ quyết tâm để hoàn thành đến cùng. Bản mệnh chính là con giáp làm việc nghiêm túc, điển hình. Tuổi trẻ không quản ngại khó khăn, bản thân lại có năng lực. Song người tuổi Sửu thường ít khi đạt được thành công lúc trẻ. Khiếm khuyết lớn nhất của họ có lẽ là tính cách khá nóng nảy, thiếu kiềm chế. Họ không phải những người chỉ vì phút cáu giận mà bỏ dở công việc. Song sự nóng nảy của họ khiến không ít người mất lòng. Thêm nữa, con giáp này luôn có suy nghĩ phải tự mình hoàn thành mọi việc, bỏ phí sự giúp đỡ từ những mối quan hệ tốt đẹp. Tuổi Sửu càng trưởng thành sẽ càng kiềm chế hơn và cư xử một cách khéo léo. Đây chính là điều khiến vận trình của bản mệnh thêm nhiều phần thuận lợi. Họ đạt được thành công bằng chính sự nỗ lực của mình. Đây là một trong những con giáp sẽ được hưởng hậu vận trong an nhàn, tiền bạc rủng rỉnh. Theo tử vi, người tuổi Thìn vốn trời sinh sắc sảo, thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Bản mệnh là người, dù có sinh ra trong gia đình nghèo khó như thế nào thì cũng sẽ đến một thời điểm phất lên mạnh mẽ.
Tuổi Tý. Người tuổi Tý trời sinh thông minh lanh lợi, dục vọng đối với tiền bạc là rất lớn, có quyết tâm nghề nghiệp, dã tâm lớn. Các bạn luôn biết đặt mục tiêu để tiến về phía trước. Bước vào thời kỳ trung niên, người tuổi Tý đã có thể sở hữu một sự nghiệp tương đối ổn định với những thành tựu xuất sắc hơn người. Vì thế, nên về mặt tiền tài, các bạn cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ và nể phục. Ngoài việc đôi lúc vì khiếm khuyết nhỏ trong tính cách mà phải chịu thiệt thòi, cuộc sống của người tuổi Tý tương đối tốt, đặc biệt là khi bước vào giai đoạn hậu vận, các bạn được gặp nhiều may mắn, cầu phúc được an hưởng cuộc sống thảnh thơi, sung túc, hầu như không phải lo về tiền bạc. Tuổi Dần. Người tuổi Dần rất thích thể hiện tài năng và uy phong của mình. Các bạn làm bất cứ việc gì cũng cầu toàn, kỳ vọng vào sự hoàn hảo nhất. Về mặt tiền tài, đó chính là một phần quan trọng trong cuộc đời của các bạn, là động lực để các bạn không ngừng phấn đấu. Thông thường, người sinh vào năm Hổ cũng khá may mắn, nhưng đến giai đoạn trùng vận thì có phần kém đi. Dù vậy, các bạn vẫn được đón nhận khá nhiều cơ hội trong sự nghiệp và cuộc sống, tạo tiền đề vững chắc để bước vào giai đoạn hậu vận viên mãn, đủ đầy. Tuổi Dậu. Dậu là một con giáp luôn mang trong mình sự may mắn về đường tài vận. Tuy nhiên, ở trong một tập thể, người tuổi Dậu thường thích thể hiện mình và có chút ham hư vinh. Ở giai đoạn đầu của cuộc đời, người tuổi Dậu vì tiêu pha hoang phí lại không có khái niệm tiết kiệm nên thường rơi vào cảnh tiền kiếm không đủ tiêu. Tuy nhiên, theo tử vi học, từ giai đoạn trùng vận trở ra, những người tuổi Dậu sẽ biết trân trọng công sức và tiền bạc, liên tiếp đón vận may, được quý nhân phù trợ. Chỉ cần biết cách nắm bắt, cuộc sống sẽ trở nên thoải mái, dư giả về vật chất, có nhà, có xe, được an hưởng tuổi già trong sung sướng. Hy vọng với những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm được nhiều thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ chương trình. Quý vị và các bạn đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau của kênh Phong Thủy Gia Cát.